ca nương Đặng Tú Thanh qua đời ở tuổi 14, nhắn gửi những lời cuối cùng trên trang cá nhân. Ngày 1 tháng 7, đại diện lãnh đạo công an quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng cho biết, trên địa bàn quận này xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nạn nhân được xác định là Đặng Tú Thanh 14 tuổi, ca nương nhỏ tuổi của Việt Nam. Thông tin lập tức thu hút sự chú ý của công chúng, bởi Tú Thanh là gương mặt thân quen của Vbiz, em được các khán giả biết đến khi tham gia chương trình Người hùng tí hon, biệt tài tí hon vân vân. Cô bé sinh năm 2009 từng được tổ chức Guinness Việt Nam xác lập kỷ lục nghệ sĩ hát nhạc dân tộc nhỏ tuổi nhất. Gần đây Tú Thanh tham gia biểu diễn ở một số chương trình thiện nguyện. Theo lãnh đạo công an khu vực chia sẻ, khoảng 10 giờ sáng ngày 1 tháng 7, Tú Thanh ngồi sau xe máy do chị gái là Tú Uyên 18 tuổi di chuyển trên tuyến đường ven biển mới làm, đoạn qua địa bàn phường Minh Đức thì va chạm với ô tô Mazda màu trắng 5 chỗ. Sau cú va chạm, Tú Thanh tử vong, chị gái cùng tài xế bị thương rất nặng đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Nhận tin báo công an thành phố Hải Phòng nhanh chóng xử lý và điều tra kỹ nguyên nhân gây ra tai nạn thương tâm. Thượng tá Đặng Thế Dũng trưởng công an quận cho biết, cơ quan điều tra đã xác định là do lỗi hỗn hợp của cả người điều khiển ô tô và người điều khiển xe máy. Sự ra đi của ca nương Tú Thanh khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp thương xót. Vũ Công Đình Lộc, người làm việc với Tú Thanh trong một số chương trình xúc động, đang dạy mà nghe tin con bị tai nạn giao thông không qua khỏi, mà tôi dùng mình, thương con quá. Tạm biệt ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam, yên nghỉ nha con ơi. Vũ Công Xuân Thảo chia sẻ, tôi làm việc với Tú Thanh cách đây 7-8 năm và nhận thấy đây là một cô bé giỏi, thông minh và ngoan. Sau này con tham gia gương mặt thân quen nhí. Khi có dịp gặp lại, con vẫn giữ được sự ngoan ngoãn lễ phép. Trước khi xảy ra vụ tai nạn, Đặng Tú Thanh đã viết những dòng tâm sự sau khi kết thúc khóa tu mùa hè. Con xin tri ân quý thầy đã dạy cho chúng con nhiều bài học hay trong khóa tu mùa hè. Con cũng xin cảm ơn rất nhiều đến các bà các mẹ cùng các anh chị chúng trưởng chúng phó vất vả chăm lo cho chúng con để chúng con có một khóa tu học vui khỏe bổ ích, kết thúc một chuyến đi với bao sự tiếc nuối, tạm biệt khóa tu mùa hè 2023. Không ai nghĩ rằng đây lại là những dòng nhắn gửi cuối cùng của Tú Thanh, khiến nhiều người bàng hoàng xúc động. Trên trang cá nhân, khán giả đồng loạt gửi lời chia buồn, thương tiếc cho số phận tài hoa bạc mệnh của ca nương trẻ tuổi nhất Việt Nam.